Hãy tưởng tượng bạn là Huỳnh Thị Thanh Thụy, Hoa hậu Việt Nam. Bạn đã trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp, vượt qua nhiều đối thủ để giành được vương miện danh giá. Bạn không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp mà còn là niềm tự hào của cả một quốc gia. Bạn đang ở Tokyo, Nhật Bản để tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên khắp thế giới. Bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này, từ trang phục, trang điểm đến các phần thi tài năng. Không khí thật sôi động và náo nhiệt. Đường phố Tokyo tràn ngập ánh đèn và tiếng cười nói. Bạn cảm nhận được sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố này, nơi mà mọi thứ dường như không bao giờ ngừng chuyển động. Nhưng bất ngờ xảy ra. Giữa dòng người đông đúc, bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạn với tay lấy điện thoại từ túi sách của mình. Nhưng khi bạn chạm vào túi sách, bạn nhận ra rằng chiếc điện thoại của mình đã biến mất. Ở không, nó biến mất. Bạn cảm thấy một cơn sóng lo lắng tràn qua. Chiếc điện thoại không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà còn là công cụ giúp bạn kết nối với người hâm mộ, gia đình và bạn bè. Lạc trôi giữa đất khách quê người. Không hẳn là vậy. Bạn đã từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng lần này cảm giác thật khác biệt. Bạn cảm thấy như mình đang bị cô lập giữa một thành phố xa lạ. Hoa hậu Việt Nam đã thực sự đánh mất điện thoại. Bạn có thể tưởng tượng được không? Ở một đất nước xa lạ chứ. Bạn cảm thấy như mình đang mất đi một phần quan trọng của bản thân. Bạn có thể tưởng tượng được không? Ở một đất nước xa lạ chứ. Bạn cảm thấy như mình đang mất đi một phần quan trọng của bản thân. Chiếc điện thoại này không chỉ là điện thoại thông thường. Nó là sợi dây kết nối cô với thế giới, là cầu nối với người hâm mộ. Chiếc điện thoại này không chỉ là điện thoại thông thường. Nó là sợi dây kết nối cô với thế giới, là cầu nối với người hâm mộ. Nó chứa đựng những kỷ niệm, những bức ảnh và những thông tin quan trọng mà cô không thể mất. Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên. Bạn tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục cuộc thi mà không có điện thoại? Làm sao cô ấy có thể chia sẻ hành trình của mình? Làm sao cô ấy có thể cập nhật thông tin cho mọi người? Làm sao cô ấy có thể chia sẻ hành trình của mình? Làm sao cô ấy có thể cập nhật thông tin cho mọi người? Bạn cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình. Bạn biết rằng mọi người đang chờ đợi những cập nhật từ bạn và bạn không muốn làm họ thất vọng. Làm sao cô ấy có thể cập nhật thông tin cho mọi người? Bạn cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình. Bạn biết rằng mọi người đang chờ đợi những cập nhật từ bạn và bạn không muốn làm họ thất vọng. Bạn tự hỏi liệu có cách nào để giải quyết tình huống này? Áp lực đang đè nặng lên vai cô. Bạn cảm thấy như mình đang gánh vác một trách nhiệm lớn lao. Bạn không chỉ đại diện cho bản thân mà còn cho cả đất nước. Bạn biết rằng mọi hành động của mình đều sẽ được chú ý và đánh giá. Đây là một sự cố hy hữu trong lịch sử Hoa hậu quốc tế. Bạn tự hỏi liệu có ai từng rơi vào tình huống tương tự. Bạn cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng và bạn không biết làm thế nào để thoát ra. Nhưng đừng lo, nàng hậu của chúng ta rất resourceful. Bạn biết rằng mình phải giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạn quyết định nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Bạn biết rằng mình không thể làm điều này một mình. Bạn bắt đầu hỏi thăm những người xung quanh, hy vọng rằng ai đó có thể giúp đỡ. Bạn gặp một người dân địa phương tốt bụng, người sẵn sàng giúp bạn tìm lại điện thoại. Bạn cảm thấy một tia hy vọng lóe lên. Cùng với sự giúp đỡ của người dân địa phương, bạn bắt đầu tìm kiếm. Bạn đi qua những con phố đông đúc, hỏi thăm từng người một. Mỗi bước đi là một bước tiến gần hơn đến việc tìm lại chiếc điện thoại quý giá. Cuối cùng, sau nhiều giờ tìm kiếm, bạn đã tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Bạn cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được dỡ bỏ. Bạn biết rằng mình đã vượt qua một thử thách lớn và bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Bạn cảm thấy như mình đã học được một bài học quý giá. Bạn biết rằng dù có gặp khó khăn đến đâu, bạn cũng có thể vượt qua nếu giữ vững niềm tin và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
bạn cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Cuối cùng, bạn đã trở lại cuộc thi với một tinh thần mới. Bạn biết rằng mình đã mạnh mẽ hơn và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. Bạn bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, biết rằng mình đã làm được điều không tưởng. Trở về Việt Nam, người hâm mộ đang rất lo lắng. Những hình ảnh hậu trường đâu rồi? Những cập nhật hàng ngày đâu? Những bức ảnh chụp photoshoot lung linh đâu? Thủy nổi tiếng với sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội. Im lặng không phải là một lựa chọn. Nhưng Thủy đã có kế hoạch. Cô ấy là một người luôn có cách giải quyết vấn đề. Hãy nhớ rằng, cô ấy không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn thông minh và xinh đẹp. Một sự kết hợp hoàn hảo. Thủy ơi, bạn ở đâu? Chúng tôi nhờ những cập nhật của bạn. Và đây là lúc các thí sinh hoa hậu quốc tế khác xuất hiện. Họ bước ra sân khấu với sự tự tin và duyên dáng. Mọi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một ước mơ riêng. Nhưng điều đặc biệt là họ không chỉ đến đây để cạnh tranh, mà còn để tạo nên những kỷ niệm đẹp và những mối quan hệ bền chặt. Những người phụ nữ này không chỉ là đối thủ, họ còn là chị em tốt. Họ ôm nhau, cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Trong những giây phút căng thẳng, họ tìm thấy sự an ủi và động viên tự nhau. Tình bạn của họ vượt qua mọi ranh giới và khác biệt. Một mối liên kết được tạo nên từ son môi và kẹo xịt tóc. Họ cùng nhau chuẩn bị, chia sẻ những bí quyết làm đẹp và giúp đỡ nhau trong từng chi tiết nhỏ. Những khoảnh khắc này không chỉ là về việc làm đẹp, mà còn là về sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Và họ luôn ở bên cạnh Thủy trong lúc cô cần nhất. Khi Thủy cảm thấy lo lắng hay mệt mỏi, những người bạn này luôn sẵn sàng lắng nghe và an ủi cô. Họ là nguồn động viên lớn nhất của cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Họ cho cô mượn điện thoại. Trong những lúc cần thiết, họ không ngần ngại chia sẻ những gì mình có. Một chiếc điện thoại có thể giúp Thủy liên lạc với gia đình, bạn bè và nhận được những lời động viên từ xa. Họ chia sẻ Wi-Fi của họ. Trong thời đại công nghệ, việc kết nối Internet là vô cùng quan trọng. Họ hiểu rằng một kết nối Wi-Fi không chỉ giúp Thủy truy cập thông tin mà còn giúp cô giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ hiểu tầm quan trọng của việc giữ kết nối. Dù ở bất kỳ đâu, họ luôn cố gắng giữ liên lạc với nhau và với những người thân yêu. Điều này giúp họ cảm thấy gần gũi và được hỗ trợ, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu. Bởi vì trong thế giới của các nàng hậu, một bức ảnh selfie được chia sẻ là một khoảnh khắc niềm vui được lan tỏa. Những bức ảnh này không chỉ là kỷ niệm mà còn là cách để họ chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với mọi người xung quanh. Chúng tôi biết việc giữ kết nối quan trọng như thế nào. Chúng tôi không chỉ là những thí sinh mà còn là những người bạn, những người chị em. Chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi thử thách và khó khăn, luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi ở đây vì bạn Thủy. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn luôn có chúng tôi bên cạnh. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và động viên bạn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được ước mơ của mình. Dù có điện thoại hay không, Thủy vẫn không để sự cố này làm lũ mở đi sự tỏa sáng của mình. Trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất, cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh và phong thái tự tin. Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn là minh chứng cho tinh thần mạnh mẽ và kiên cường của cô. Những sự cố kỹ thuật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng cách Thủy đối mặt với chúng mới là điều đáng ngưỡng mộ. Cô ấy không chỉ là một thí sinh, mà còn là một biểu tượng của sự kiên định và quyết tâm. Cô ấy tự tin sai bước trên sân khấu Hoa hậu quốc tế. Mỗi bước đi của Thủy đều toát lên sự tự tin và phong thái của một người chiến thắng. Không chỉ là những bước đi, mà còn là cách cô ấy giao tiếp với khán giả, cách cô ấy thể hiện bản thân qua từng cử chỉ, ánh mắt. Sự tự tin này không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự rèn luyện, của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Thủy đã chứng minh rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, không có gì là không thể. Và tôi có thể nói với bạn, cô ấy trông thật tuyệt vời. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Thủy đều khiến khán giả phải trầm trồ. Từ trang phục, trang điểm đến phong cách trình diễn, mọi thứ đều hoàn hảo.
khán giả không chỉ nhìn thấy một thí sinh mà còn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và đầy quyến rũ. Sự ủng hộ và cổ vũ từ khán giả là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của cô. Từ những chiếc váy da hổi thanh lịch đến những bộ trang phục đường phố sành điệu, Thủy luôn biết cách làm nổi bật bản thân. Cô ấy không chỉ là một thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một biểu tượng thời trang. Mỗi bộ trang phục mà Thủy chọn đều phản ánh cá tính và phong cách riêng của cô. Từ những chiếc váy da hồi lộng lẫy,